đã không thể tham dự giải là Sufaut. Rất nguy hiểm, và như vậy là bàn thắng mở tỷ số đã đến từ sớm với các cầu thủ Futsal Thái Lan. 2-0 cho Thái Lan. Cú đá chân trái vừa rồi đã đánh bại được thủ thành xuất sắc Sabarudin Myanmar. Đội bóng đã cầm hòa. Rất nguy hiểm. Thêm một bàn thắng nữa dành cho đội tuyển Futsal Thái Lan. Tỷ số đã là 3-0. Đó lại là pha lập công của số 11 Muhammad Osama Musa. Bóng đã cầm hòa. Rất nguy hiểm. Thêm một bàn thắng nữa dành cho đội tuyển Futsal Thái Lan. Tỷ số đã là 3-0. Đó lại là pha lập công của số 11 Muhammad Osama Musa. Thêm một bàn thắng nữa dành cho đội tuyển Thái Lan. Và đó cũng là pha lập công thứ hai của Perapat trong trận đấu này. Cắt bóng rất hay. Rồi, 5-0 cho các cầu thủ Thái Lan. Quá dễ dàng trong tình huống vừa rồi. Chưa dứt điểm này. Và như vậy là đã có bàn thắng cho đội tuyển Malaysia. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Cuối gì mà Malaysia đã làm được. Bàn thắng thứ hai cho Malaysia. Hai pha lập công liên tiếp. Rất bất ngờ. Đó là pha lập công của số 7 Perapat. Pha ghi bàn rất dễ dàng của số 16. Và anh đã có cho mình một cú hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số được nâng lên thành 6-2 cho đội tuyển Futsal Thái Lan.